Chân tay nhật kim anh là một loại serum vô cùng hữu hiệu dành cho mắt, được chiết xuất từ tảo biển, giúp cho chống nhăn, chống thâm, xóa vết chân chim vùng mắt, làm cho chị em mình sẽ có một đôi mắt sáng, mịn màng và trẻ hóa. Đặc biệt trên chai serum này có một loại đầu massage vô cùng mịn mượt, chúng ta chỉ để vào ngăn mát tủ lạnh, sau đó chúng ta lấy ra và sử dụng vùng này. Chỉ cần một hạt đậu thôi, chúng ta có thể sử dụng được hai vùng mắt để chống nhăn, chống thâm một cách hiệu quả nhất. Vì vậy chị em mình nên sử dụng tiếp serum chống nhăn, chống thâm này thường xuyên nhé. Trước khi mình sử dụng cái gì, sau khi mình sử dụng tinh chất hoa hồng nè, sau khi mình sử dụng cái đề tất thải độc nè, mình nhớ là mình phải relax, mình phải để cho cái da mình nó khô lại và nó thẩm thấu vào trong. Tại vì ở đây mình làm livestream cho nên là Kim Anh không thể nào đợi được, cho nên Kim Anh sẽ làm luôn cho các bạn coi nhé. Nhưng mà nhớ dùng Kim Anh là khi sử dụng tinh chất hoa hồng mình sẽ để 15 phút, sau đó mình sử dụng tiếp cái đề tất thải độc. Nếu như ai đang có độc tố trong 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 da thì mình sử dụng tiếp cái đề tất thải độc. Nhưng mà nhớ nha, là da phải thật khỏe thì mình mới sử dụng cái tinh chất hoa hồng nhé. Và sau đó thì mình để khoảng độ 15 phút gì đó, mình đi ăn hay ngồi nói chuyện với ông xã hay như thế nào đó cũng được. Rồi sau đó thì là sử dụng tới cái serum chống nhăn chống thâm vùng mắt này để mình làm trẻ hóa nha. Kim Anh máy này nè, đó là phải sử dụng liên tục. Cái này là tại vì hồi nãy mình tẩy trang nó không hết, để tẩy cho nó hết cái đã. Tại nãy Kim Anh gấp cho mọi người coi đó nè. Ok. Rồi. Sau khi mà mình sử dụng. Rồi. Sau khi mà mình sử dụng cái đề tất thải độc xong thì cái tiếp theo của bên Kim Anh đó là Kim Anh sử dụng mình sử dụng cái serum chống nhăn chống thâm vùng mắt này. Nhớ nha các bạn, trước khi sử dụng thì các bạn để vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng độ 20 phút. Còn nếu không thì các bạn cứ để vào trong đó, khi nào sử dụng thì mình lấy ra nhé. Để nó thứ nhất là nó dưỡng cho cái kem tốt hơn. Thứ hai nữa là khi mà mình sử dụng cái mát lạnh á, cái độ lạnh mà mình để vào trong cái mắt của mình á, thì thứ nhất là cái mắt của mình nó được thư giãn, thứ hai nữa là nó giúp cho cái vùng mắt của mình trẻ hóa rất là tốt nha các bạn nhé. Đây, cái kem serum chống nhăn vùng mắt này của Kim Anh á, nó có cái đầu massage rất là good đó, cái đầu massage này nè, cho nên là các bạn cứ sử dụng đi nha. Cái vùng mắt là cái vùng rất là quan trọng, cho nên là các bạn đừng có bỏ lỡ cái vùng mắt nha. Tại vì sao? Tại vì nhờ cái vùng mắt này nhiều khi các bạn cười lên cái là nó có nhăn liền. Mà bây giờ Kim Anh là năm nay là cũng 34, 35 tuổi rồi mà mình giữ được như vậy là nó cũng không phải là đơn giản. Cho nên là các bạn cố gắng sử dụng nha. Nếu mà sử dụng được nếu mà mình sử dụng được từ năm 16 tuổi là càng tốt nữa nha. Về lúc mà mình lớn tuổi đó thì nó sẽ giúp cho cái cặp mắt của mình nó tốt hơn. Nhớ nha các bạn.